Xin chào mọi người, chào mừng mọi người đã quay trở lại với kênh của Cún. Và đây là nơi mà mình chia sẻ những thông tin về thời trang cũng như là làm đẹp để giúp cho các chị em chúng ta mỗi ngày tự tin và đẹp hơn. Nếu như ở video trước thì chúng ta đã cùng tìm hiểu về những mẫu áo dài, và dành cho những bạn nào mà chưa xem thì mình sẽ để đường link ở đây nhé. Còn trong video ngày hôm nay thì mình sẽ chia sẻ với lại các chị em 4 tip để mọi người lựa chọn được những mẫu áo khoác blazer hoàn hảo nhất, vừa đẹp mà lại không bị già. Và để biết thông tin chi tiết những mẹo mà hôm nay mình chia sẻ thì hãy cùng coi hết video ngày hôm nay nha. Mẹo đầu tiên đó chính là lưu ý về cầu vai và tay áo. Tiêu chí đầu tiên và cũng là quan trọng nhất khi chúng ta lựa chọn những chiếc áo blazer này đó chính là phần vai áo. Với phần vai áo thì nên được may vừa khít với vai của người mặc nhé. Các bạn không nên chọn những mẫu áo có phần cầu vai quá cứng hoặc là quá chật, vì như vậy sẽ cản trở khi mà chúng ta cử động. Và miếng đệm ở vai áo cũng nên có độ mềm mại này, vừa vặn để giúp định hình được dáng áo, nhưng không nên quá lớn hay là quá cứng nhắc, vì như vậy sẽ rất là dễ khiến vai của chúng ta bị ngang hay là bị thô. Mình ví dụ, nếu bạn sở hữu một bờ vai xuôi mềm mại thì có thể thỏa sức lựa chọn nhiều dáng áo khác nhau. Những bạn có bờ vai nhỏ thì có thể mặc những thiết kế có độn vai này để tạo cảm giác form áo được đứng hơn. Ngược lại, đối với những bạn có phần vai rộng so với phần hông và phần eo thì các bạn nên chọn các thiết kế blazer không có độn vai hoặc cầu vai rộng nhé. Như vậy để tạo cảm giác mềm mại hơn khi mà chúng ta mặc. Tiếp theo, với chiều dài tay áo, các bạn hoàn toàn có thể là chọn dáng tay dài hoặc là tay ngắn. Nó sẽ còn tùy thuộc vào sở thích cũng như là phong cách mà mọi người hướng tới. Tuy nhiên thì cần lưu ý, nếu như mà các bạn chọn những mẫu áo có dáng tay dài thì không nên chọn dài quá cổ tay, vì nếu như vậy trông chúng ta sẽ rất là lùng bùng và vướng víu nữa. Áo blazer tay ngắn thì khiến cho các bạn tươi trẻ và năng động hơn, còn áo blazer tay dài thì cho các bạn một cái ánh nhìn rất là nữ tính và thanh lịch. Một mẹo nhỏ để các bạn có thể kiểm tra độ dài tay áo chính xác, đó là mọi người có thể đứng thẳng người này và ướm dọc theo hai cánh tay để xuôi hai bên. Nếu thấy tay áo nằm ngay khớp ngón tay cái của mọi người, như vậy là phù hợp nhất. Với chiều dài tay áo như thế này thì mọi người có thể là thả tay áo như cách mặc thông thường, hoặc là xoắn tay áo lên để thêm nhiều những phong cách khác biệt nhé. Chiều dài tay áo cũng liên quan rất là mật thiết đến với phần cầu vai. Nếu tay áo quá dài sẽ làm cho chúng ta rất là mất thẩm mỹ, và phần vai cũng sẽ rất là dễ bị lệch ra khỏi phần xương vai của chúng ta. Vì thế nên là khi mà lựa chọn áo blazer thì chúng ta cần phải lưu ý về cầu vai và chiều dài tay áo nhé. Và đó là mẹo đầu tiên. Tiếp theo sẽ là mẹo thứ hai, đó chính là lưu ý về ve áo. Một cái yếu tố quyết định tổng thể của một mẫu áo khoác blazer chính là phần ve áo. Thế nhưng mà mình thấy rất là nhiều bạn lại không để ý đến chi tiết này. Các bạn cần lưu ý là không nên chọn những thiết kế có phần ve ở cổ quá to, bởi vì những chiếc ve áo ở cổ càng to này, càng bự sẽ khiến cho chúng ta trông lùn hơn. Chưa kể đến là ve áo to còn khá là cứng nhắc nữa. Chính vì vậy, các bạn nên chọn những áo blazer có phần ve áo vừa phải, đường may gọn gàng, dứt khoát, không nhăn nhúm để có thể tạo được một cái bóc dáng thanh thoát hơn, và đặc biệt là không bị dừ khi mà chúng ta diện những mẫu áo blazer như thế này nhá. Mẹo thứ ba đó chính là lưu ý về họa tiết. Hiện nay thì áo blazer rất là đa dạng, với rất là nhiều những cái biến tấu cùng với các kiểu họa tiết khác nhau. Nhưng mà theo mình, để tiện dụng dễ mix đồ nhất thì chúng ta nên chọn những áo có màu đơn giản như là màu đen này, màu nâu này, màu ghi hoặc màu be. Và kèm theo đó là có thể lựa chọn những mẫu áo có họa tiết cơ bản như là kẻ caro hay là kẻ sọc. Những màu sắc này nó đủ nổi bật, đủ trẻ trung, và đặc biệt hơn nữa là giúp cho chúng ta ăn gian được 2-3 tuổi nhưng mà vẫn giữ được sự thanh lịch và tinh tế nhá. Và mẹo cuối cùng đó chính là lưu ý về độ dài của áo nhá. Một cái lưu ý cũng quan trọng không kém, đó chính là khi mà chúng ta chọn độ dài của áo khoác blazer. Tại shop của Cún luôn có rất là nhiều thiết kế từ lửng cho đến dài này, ôm cho đến rộng, để các bạn tha hồ mà lựa chọn một thiết kế áo blazer cho riêng mình. Nhưng một lời khuyên dành cho mọi người đó chính là tốt nhất mọi người nên lựa chọn một em áo blazer có chiều dài phù hợp với lại chiều cao của mình.
Mình ví dụ nếu bạn là một cô nàng nhỏ nhắn thì không nên lựa chọn áo quá dài mà những thiết kế hơi ôm hay là lửng dài ngang hông là một cái sự lựa chọn hoàn hảo nhất. Thường những mẫu áo blazer truyền thống sẽ dài ở tầm khoảng xương hông, do đó nó có xu hướng tôn dáng của hầu hết mọi dáng người và phù hợp với lại môi trường công sở nhất. Còn những áo blazer dáng ngắn khoảng ngang eo lại tạo được một cái vẻ rất là hiện đại và năng động. Thông thường vị trí đẹp nhất của áo blazer sẽ nằm ngay trên hoặc là ngay dưới phần rộng nhất của cơ thể. Do đó, khi mà chúng ta hiểu rõ về vóc dáng của mình thì sẽ dễ dàng hơn trong việc lựa chọn một em áo phù hợp đúng không nào? Vậy là mình đã chia sẻ với lại mọi người bốn mẹo và mình hy vọng rằng với bốn mẹo mà mình chia sẻ trong video ngày hôm nay á thì cũng một phần nào đấy để giúp cho mọi người đưa ra được những cái sự lựa chọn khi mà muốn sở hữu một em áo khoác blazer trong tủ đồ của mọi người nhá. Và với tất cả những cái dòng áo khoác blazer mà mình vừa mới giới thiệu thì hiện tại đều đã có mặt sẵn ở trên cửa hàng online của nhà Cún rồi. Những thông tin chi tiết thì mình sẽ để ở phía dưới phần mô tả của video này nha. Và video của mình hôm nay đến đây là hết rồi. Cảm ơn mọi người rất là nhiều vì đã xem hết video của mình ngày hôm nay. Và hẹn gặp lại mọi người ở những video tiếp theo nhé. Bye bye mọi người.